Nguyệt xin kính chào ông bà cô chú, anh chị em và các bạn đang xem kênh Tư Tè Vlog nha. Chào cả nhà. Chào Nguyệt, chúc cả nhà mình một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và luôn bình an. Thì hôm nay ông xã Nguyệt đầm cái phần đá bự nè cả nhà, để mình đổ hồ nha. Cái phần này là cái sàn nước mini của Nguyệt nè. Ông xã Nguyệt xây xung quanh thì đã cứng rồi ha. Lăn tùm lum ra chứ. Giờ anh định làm gì anh? Đầm rồi cho mình trộn hồ. Đâm le trước. Thì xong rồi gáo gáo cái mình cán là luôn. Cán hồ đá hay là hồ? Hồ sang nước là mình cán ở dưới đâm le rồi ở trên cán hồ cá à. Đi không? Hồ đá dở. Bây giờ mình xả một xúc cát nha, mình trộn hồ đâm le trước cả nha. Hồ này thì cát với xi măng. Cái nào mình trộn già như cái đường đi ra. Cái nền hàng nước là làm chắc chắc nó mới bền. Làm cán xương xương là mau lắm. Tại mình xả nước mỗi ngày. Cái cát này cả nhà, cát này mình đổ cái đường đi là nó cát này nhám, cát này cát to, nó phải cát nhĩ. Hộp cũng bự luôn à. Càng như rõ này đó hồ. Gọi nó thiệt tròn chứ. Nếu đổ hồ rồi mình rút lên cái rồi. Cái chuối này nó khô với nó tốt lại. Đèn cục kìa, giữ gốc chuối rồi. Hết mẻ chưa? Hết mẻ rồi. Trộn mẻ đâm le. Đâm le rồi ha, trộn mẻ chụp lên. Muốn nước thông là nước sao hả? Muốn nó chảy thông hay sao? Thông, càng thông càng tốt. Thông thì mình làm dốc, dốc cho nó cái dốc xáy xuống nè, đá cào nè, làm cho cái dốc xáy xuống nè, cho cái miếng này cao hết còn cái đó nó thấp, độ xéo vào đó phải không? Vì trên này nó hơi nghiêng về nữa. Mình đổ nước nó chảy gì đó, nhưng mà cái bên này đã cao nè, bên đó thấp cái gốc đó đó. Sàn nước nó tọt nước mau thì cái cặn nó cũng đi theo luôn. Còn mà sàn nước mà rút nước chậm á, cái cặn nó lắng xuống dơ. Mình mắc quét nó mới xuống được. Đủ luôn. Rồi cái này chừng nào mình mới thêm lớp nữa. Thì ấy rồi thêm lên luôn á. Nhưng mà cái lớp trên mình làm hơi già. Hơi già hơn nữa. Già hơn nữa. Già cho là nó, mình cán tới nó khô là nó xanh như này nè. Xanh gì nè. Cái hồ xay nó già dữ ha. Hồ xay trộn già nó bám cục gạch nó cứng. Cái này cái gì cũng già nè. Tại nó chưa khô đó. Nó khô nó cũng xanh dợn vậy. Tại cái cát này nè, cát này cát vàng á, mình trộn thấy nó vàng khè. Và bây giờ vào chòi chuẩn bị làm món ăn. Hôm nay là món ăn mới nha cả nhà. Chào cả nhà. Con chào cô chú. Theo yêu cầu của hai bé, mình sẽ làm món khô quẹt, cơm cháy khô quẹt nha cả nhà.
Thì cũng có mua được hai miếng ba gọi nè, với dưa leo ha. Dưa leo này là dưa leo ngọn này, ta bán nè, mình nuôi mình luộc nha. Trái dưa này luộc rất là ngon, ngọt. Với được một ít đậu đũa của Nguyễn Miền Tây cho. Với Nguyễn mua thêm củ cây đỏ nè, với một trái bầu để mình luộc ha, ăn chung với cơm cháy kho quẹt. Đây, với tôm khô nữa cả nhà. Tôi có mua được một ít tôm khô nữa nè, để mình kho chung với thịt ba gọi ha. Ăn nửa trái hả nội? Hát vô luôn. Được không vậy cha? Lấy miếng dán. Trời ơi. Để miếng dán lên. Cái đồ đẩy lỡ đẩy miếng dán. Trời, để khúc chuối đó chi vậy cha? Gì? Để khúc chuối đó chi vậy? Để nữa cho cái lỗ nó thấm nước á. Cho để cho chám rồi, rút cái chuối ra, nó có cái lỗ thông ra cái đường ống đó đó. Cái phần ba gọi này mình sắc cộng cộng ra cái nha. Giờ mình thắng cho nó ra bớt mỡ nha. Chào cả nhà nha. Cũng bổ anh chị hai kìa. Anh nhúm lửa bắt nước đặng luộc dưa leo. Kìa làm chung hồi nó ăn chung với nhau cho vui cả nhà. Mà làm cái món này chắc ăn mất cơm lắm nha. Hôm nay hai chị em hợp tác làm món này. Nào giờ em chưa làm á chị ha. Chị có làm là không biết. Ngồi coi coi chán thử coi có quên không. Em nhớ không? Ở đây thì bác hai con cũng có ra đây chơi nữa. Xin chào cả nhà. Bác hai thấy trời con mát không bác hai? Cái trưa ở đây là như ý luôn. Nằm giỗng nên là đã luôn. Đang nằm giỗng á cả nhà. Trưa ở đây là nhớ thổi hiu là ngủ luôn. Kéo cái này, kéo dựng đây cho nó hơi cao hơn chút nha. Xài nước mà đổ vô bản. Giờ đủ luôn. Ăn thương cái nữa thì trà lại, trà lấy mặt bằng. Cũng soi rồi, mình cho ít gia vị. Giờ mình cho dưa leo vô mình luộc trước ha. Con không biết là này gì. Ở đây thịt ba gọi thì mình cũng đã thắng nó ra nước mỡ rồi nè cả nhà. Giờ mình sẽ vớt ra nha. Bác hai uống cà phê, cháu cà phê. Ngày uống ly phê này là không có ngủ. Mời cả nhà uống phê nha. Uống ly cà phê mà con gái đập lên da nữa hả? Bà nội uống trà đường nè. Mà cả nhà uống trà đường nha. Bữa nay cháu nó làm trà đường cho bà nội nè. Mời cả nhà uống cà phê luôn. Này chắc mơ ra nữa quá. Quý vị mơ đâu cà phê nữa. Thầy cũng làm cho chả hai chiếc trà đường nữa nè. Mời cả nhà uống trà đường nha. Có hai cháu gái thấy cưng quá. Hết lại là đập nước liền. Dưa leo cũng chín rồi nè, giờ mình vớt ra luôn. Cái dưa leo non này mình luộc gì nè, ăn nó ngọt. Này mà nhất là chấm với kho khô quẹt nữa ha. Bây giờ mình cho đậu đũa vô.
Rồi mình kho cái nồi kho quẹt ha. Cũng lấy một ít mỡ để mình phi miếng hành tráng thơm cả nhà. Hành với ớt phi miếng tráng thơm. Tôi để phần tôm khô vô. Tôm khô này mình ngâm xong mình rửa lại cho sạch nha, ngâm cho nó nở nó mềm á. Cho ít gia vị vô ha, đường với hạt liêu, bột ngọt. Cho nó khoắn vô. Tương ớt kìa. Chế một ít màu vô nha. Tiêu. Giờ màu cải đỏ luộc rồi cũng mềm nha. Dập lên. Xào thấm như vậy ha. Mình sẽ đổ nước vô. Cho từ từ. Cái thằng nước thì tạm thời cái nha, đợi lát nó gỗ nó khô rồi thì chà nó qua làm cái cách này luôn. Vậy bằng mấy cây tấn này ngào hồ đổ à. Ủa chứ đây cho làm cái gì cha, làm cái cách gì nữa cho mưa đừng có tạ xình đó. Giờ mình sẽ làm cơm cháy ha, cho cơm vô. Cái gió nè, mình nhúng nước nè, cái mình tán cơm ra. Cái nước nào mà dính cái giá ha. À, không bị dính. Là lúc đầu mới làm nó không biết á, cái mình tán cái cơm nó không ra. Nó dính. Cái này mình tán cho nó mỏng ra. Và mình cũng tán cho nó ra nó đều chảo này. Chút nữa nó vàng cái mình nạo cái lớp cơm nè, cho nó mỏng là cái cơm cháy mình nó mới giòn. Làm này thấy cũng công phu lắm cả nhà. Giờ cái chảo kho quẹt này cũng được rồi ha. Nhưng mình sẽ để hầm lên. Mình sẽ gắt thêm tiêu nữa nha cả nhà. Rồi, gắt tiêu vô nghe mùi thơm quá. Rồi, xong. Sao mình đổ hồ cho lên hả cha? Ừ. Đậm bằng mình đổ hồ nó không hao. Giờ mình cũng rưới mỡ hành lên cho cái cơm cháy mình nó thơm. Giờ mình gấp lại luôn, tiếp lại. Ở đây thì mình cũng làm cái mẻ bằng bí củi nha cả nhà, dần rụm luôn.
nhìn nó lạ lạ. Chở bề nha, chở bề cho phần này kia nó giòn luôn. Rồi, bữa ăn gia đình Tèo đã chuẩn bị xong, Tèo mời cả nhà ăn cùng gia đình nha. Nguyệt mời cả nhà cùng dùng cơm cháy với khô quẹt dùng gia đình Nguyệt nha. Mời cả nhà nha, dùng cơm cháy cả nhà ơi. Làm cơm cháy nha. Mời cả nhà dùng cơm với gia đình nha. Cơm cháy làm được rồi của chú. Vô gấp thịt cho bà nội vô. Giòn. Tay đấy. Này làm mấy món? Là 3-4 món gì vậy? Chắc chưa xong. Tay rất hay đẻ cho. Con vẽ đâu có gãy nổi. Lấy đại nguyên miếng đi. Lấy vàng ngầu xa cho nó đóng miếng. Cái hai miếng bự luôn. Phải cầm cái mình múc thịt lên. Múc thịt hả? Béo chỉ mẹ ăn vô. Chắc mình ăn gì đúng không? Hả? Thịt để lên. Nó cũng vô mà nhà cháy nha. Ừ, ăn sao? Sao nó cũng vô chỗ à. Ăn sao cũng vô miếng chỗ. Miếng bà gọi với tôm khô ha. Dễ gì ăn chi nó cũng vô chỗ một ha. Mà cả nhà ăn cơm cháy nha. Cái gì Út? Thấy ăn gì không? Không biết tôi ăn lại. Giòn ha, ăn cháy chạy. Rồi, đúng rồi, cả nhà ăn cơm cháy luôn. Mà cả nhà nghe, ăn cơm cháy. Giòn ngậm luôn ta. Chấm khô nè. Ông ngộ đó sao gấp luộc tới. Cái mùi mình cháy mỡ hành nó béo béo ha. Cộng thêm thịt heo nó mặn mặn cái ngon. Chắc nó thơm. Mẹ ơi. Thịt dính miếng ớt cho mẹ, nó vô cây cây đã. Đã. Cây đã. Đã không? Thôi cây cây hơi ớt thì không có cây lắm. Cầm món mới vô. Món này là ăn món mới chưa? Mới. Mới hả? Cái này mẹ ơi, có làm cái gì đâu. Như là nghe nói là món này béo yêu cầu phải không? Con chế. Béo còn yêu cầu món nữa. Bác hai biết gì không? Cá phà xà. Tại vì làm cá phà xà. Cá phà xà nó ăn chua. Nó nói yêu cầu là có liền đó. Thảo Quy có yêu cầu món gì không? Mẹ làm cái gì ngon hết trơn á. Thảo Quy thì dễ lắm cả nhà, mẹ làm món gì cũng ăn được chứ. Cái món cơm cháy khô quẹt nè, hứa bốt là trước khi lãnh lương cả nhà, nói để lãnh lương mẹ sẽ làm cho, mẹ mua đồ mẹ làm cho ăn, làm thử cả nhà. Thảo Quy yêu cầu đại món đi. Quá trời tới bữa nay mới làm. Thảo Quy thèm món gì yêu cầu đại đi. Ngon mà món ăn nhiều. Món gì cá ba sa hả? Không, tính là chi nước mắm. Không gà chuyện nước mắm. Rồi từ từ đáp ứng hết. Trời. Ừ? Tự nhiên con thấy lúc đầu con thích ăn gà chấm gà chiên nước mắm chứ đâu có thèm đâu mà tự nhiên bây giờ thấy chứ thích ăn luôn. Ừ. Làm ghía chứ hai ăn chứ hai thích á. Tại người làm mà ngon quá bây giờ thích luôn phải không? Cái này ăn đậu đũa luộc cũng ngon. Ngon nè. Ngon. Ăn gì chấm hả? Dạ. Yeah. Ăn vậy chứ không có chấm gì nữa. Mình kho nó cũng gần khô khô rồi mình để lên. Cũng còn hơi nước nước á, mình chấm không được. Để lại. Mấy miếng này chấm giòn. Rồi cho mời ăn cơm nha. Có tôm thơ rồi bà nội lúc. Ừ hả, nội có. Bắt ăn tôm khô với cháo lộn thật. Nó là cho vết thương đẹp hả? Không bị hủng à. Người gương tết cho cháu mau lạnh nó phụ lên. Ông bác sĩ ông kêu ngủ để cái giò lên, để nữa cái giò có sẹo bị gì. Bị hả? Bỏ mình để lên không có sẹo bự đâu. Giờ cây đói cho lên đó. Hồi trước hồi em còn thanh niên á, đi chơi có mấy kia nó hút thuốc cho nó châm vô cái bắp tay này. Châm cho ổng lủng 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 nè, cái gì nó một tép nè, nó gió nữa nó lộn một thịt lọc nó cương nó lậu lên cái vết thương lên một cục vậy đó, nó làm lại nhịn dấu ghê ghê không
giang hồ. Nghe nó làm bé trẻ nói hết hồn, nghe nó hết hồn. Mình làm gì á, để đi ra đường á, mặc áo cục là mấy người khác nhìn vô là biết là thấy sợ rồi đó, không dám đụng á, các chị á. Đi bằng áo thun này nhưng mà xăng lên, xăng lên, cho lò mấy mục đó ra. Rồi mục ra. Nhìn thấy mình sợ. Gần trời thôi. Trai sợ hả? Trời châm nó đau lắm. Chả thấy giờ không dám lại gần. Châm đau lắm. Thật mình châm mấy đứa thuốc đau lắm. Tại vì cái thời đó là chưa có xăm mình. Tại đó chưa có xăm. Cũng có xăm nhưng mà ít hả? Ở dưới quê ít hả? Ừ, ở đây ít lắm. Trai. Bận xăm. Ừ. Nước tràn vô chân là thấy nóng rồi. Ừ. Mà tính ra gan ha. Gan. Dám cầm cái thuốc mà xăm vô vậy gan. Mà nó phỏng trước chịu nó. Vô lơ luộc vậy cắn một cái ăn. Nó ngon. Nó luộc nữa không? Nó mới bẻ luộc nữa. Ừ. Cơm xong, tiếp tục. Nước. Để cho nó sạch đá cái nhà, để hồ hút nó bám. Nữa anh hôm dưới chân của cái đường này không anh? À, hôm luôn. Phải hôm lại lại ra ha. Anh cho sình nó đựng văng lên ha. Làm ngày xong mới tiến hành trồng bông ạ. Trong này ở đâu ban cái xanh bằng bằng là trồng bông được rồi. Bỏ đi dư dư. Hèn chắc không đủ bên đây không? Anh chọn mấy xe? Còn xe nữa. Hai xe là nửa bao xi măng hả? Hả? Hai xe nửa bao xi măng hả? Ừ, hai xe nửa bao. Còn có con bao là làm đủ không? Còn nửa bao nữa. Ừ. Chắc có thể là hèn đủ đây luôn á. Xong bên đây thầy qua thầy làm bên kia luôn nha. Bữa nay phải làm cho gọn cái này. Cái này nó có nước cây nó nhám cho nó nổi qua văng vậy nè. Nó chơi sần sần vậy đó ha. Sần. Trà láng nó cũng ngon. Trời. Đó lại hại lắm. Trà trúng lại sốc liền. Đó. Đá này lộn trong cát chứ không phải đá chứ đá nền. Đá cát mình thấy hai bên lộn quá. Đổ hai bên. Tràn họ lên nước. Nếu tối nay không mưa là được anh ha. Ừ. Sao anh đắp hồ lên đây luôn nha. Đắp đâu? Đắp cái đó là phải lấy bay mới được. Cái bằng trà đâu có làm được. Bay mình kém mà đi vớt lên. Thì gáo gáo cái đầm gút cái sắt gà qua bên kia lót. Cái bài mình hôm này mấy đâu có lộn đá chứ mà lộn đá mình không có vuốt mấy này được. Lấy bài nó gáo cái bài trà nữa thẳng.
xong qua chà cái thằng nước để mà nó khô, chà không được không đi. Gáo mới chà được, giờ còn nhỏ lắm. Trong đây mắc lỗ à, vớt vớt thì lỡ tay. Chà lên xương ra chém góc này. Được phụ thêm cái lề gì là gạch ở trên nó sạch lắm nha, hết văng trình lên nè ha. Hết văng trình rồi đó. Cái này nó anh gom hôm cái chân luôn, rút cái sắt ra nó có lòi đá cái mình hôm vô cái chân luôn à. Chà, chà luôn hả? Ướt sẽ nó tuột cái này. Không, không tuột đâu. Bám vô gạch rồi đâu, nó đâu có tuột. Như vậy là nó dịu đấy. Đó, nhìn vuốt thì nó láng luôn nè. Thấy không? Chà cái nó ra nước xi măng á. Vuốt dịu láng luôn. Đó. Có lớp mỏng à. Hơi hơi coi cho được. Rồi, qua cái thằng nước. Gáo rồi, nãy nước không rồi cả nhà, chà không được. Giờ chà dưa luôn rồi. Chén rồi ngon. Chà chi vậy anh? Chà cho nó lên cái nè, mình nữa mình đi nó không trơn. Nó cho nó bằng lại, lấy cái đậu bằng lại chứ. Nó không chà gì lấy cái đậu bằng nó sang nước đây nè. Chà không chà là chỗ thấp nó cao. Bằng lại đó. Thấy không? Chỉ màu sót này thấy không? Mấy chỗ này nó còn hơi thấp. Thông dữ lắm luôn. Rồi cục cứng. Nước này cho đẹp đẹp lại. Nước cái miệng nè. Nó thông. Thấy nó thông nữa cả nhà, sáu nước ra là nó rút đó. Rồi mình lại qua bên kia chán tiếp. Cái thằng nước nó có chiều chút xuống rồi. Anh làm đợi chút nó hơi sâu á, nó thoát nước cho mau. Làm theo yêu cầu của chủ nhà. Yêu cầu của chủ.
một cái sàn nước đây cái bề dài mét mấy hả? Ngang mét sáu, ngang mét rưỡi, cũng như này nó hơi vuông ha. Một thòng tới mét có mét rưỡi mét sáu, một quất cái ống thoát nước tới 90 cả nhà. Năm phân nhà chứ mét rưỡi. Dạ. Tính xây gạch lên dưới này nữa mà chắc chiều cao cái này được rồi đó nha. Cái sàn nước lớn mà mình làm bao xi măng là già lắm rồi. Bao xi măng là tính phần đổ không á, còn xây chưa tính. Lúc lấy cái sắt thì qua làm bên kia đó nha. Sao đây? Lúc thử nó có sợi không nữa. Ồ. Không băng luôn. Chứ nữa tèo hôm á nha. Rồi hôm vô chân nữa là nó sạc đá kìa. Gối đá rồi. Cái này phải cao hơn bển này. Mình chia xong rồi tới bên đây. Mình chọn hộ luôn cả nhà. Bỏ xuống ha. Mới tưới nước xong cái nào bị ướt vậy đó, để này xuống nó mới bán cái giá. Hôm nay thì ông xã Nguyệt chán được cái sàn nước với lại hai bên lan can ở phía trước nè cả nhà. Chán cái lề này phụ thêm ha. Chán cũng từ sáng tới giờ cả nhà. Từ sáng tới chiều luôn. Chuẩn bị cho bò ăn luôn. Chuẩn bị cho ăn buổi chiều. Ông xã Nguyệt chà xương xương đó cả nhà. Nãy giờ mình cũng để gáo rồi đó. Giờ mình sẽ chà lại cho nó bằng á, rồi cái mí trên sẽ kéo xuống mí trong này cao mí ngoài để nước tọt ra ngoài đó. Cái mé này nó hơi cao mé kia cái nhà, đều lấy cái chỉnh là nó dưới cây sắt nha, chứ không có lấy trên cây sắt. Trên sắt nữa nó cao hơn dữ lắm, tại cái thềm bên kia thì thấp hơn, còn bên đây mình trộn hồ á, cái nâng hồ lên ở cái nền nó cái cao hơn, lấy nằm trên cây sắt nha. Còn này hạ xuống một chút cho nó cân đối. Video thì cũng đã dài. Nguyệt xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video hôm nay gia đình Nguyệt nha. Nguyệt xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp cả nhà trong những video sau. Giờ Nguyệt chào cả nhà.